Và bây giờ một sản phẩm nữa, Hiếu xin phép đưa quý vị đến với một cái không gian lắng động hơn một chút với một bài hát, mà bài hát này Hiếu đã đặt hàng nhạc sĩ để viết riêng cho mình ca khúc này. Vâng, xin quý vị cùng lắng nghe một bài hát rất dễ thương, ca khúc được mang tên Nơi Ấy Còn Tìm Về. Xin quý vị cùng lắng nghe. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ nàng mang niềm vui chào dân ngập trời, bao yêu thương của cha đã dành để cho